Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 22 tháng 6 của Bài Việt ngữ đã cho tự do. Có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc điều tra vụ ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm sau một năm giam giữ. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa Covid-19 nội địa. Việt Nam hàng tuần sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine AstraZeneca kể từ tháng 7. Vụ án hai nhà hoạt động vì quyền đất đai là ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm bị cáo buộc tội danh phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước đã kết thúc giai đoạn điều tra vào hôm 15 tháng 6 năm 2021. Luật sư Lê Văn Luân đăng tải văn bản của cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hôm 21 tháng 6 cho biết sự việc như vừa nêu. Ba luật sư gồm Nguyễn Hà Luân Lê Văn Luân và Phạm Lệ Quyên thuộc Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cũng nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Hà Luân vào chiều 22 tháng 6 năm 2021 nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau. Sau khi được cái thông tin như thế là chúng tôi đã làm thủ tục từ từ ngày hôm qua là để sao chụp hồ sơ vụ án. À, trong giai đoạn tới là chúng tôi đang sắp xếp thời gian để chúng tôi gặp chúng tôi đang cũng 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 đang sắp xếp thời gian có có thể trong một vài ngày tới à, tức là sau khi kết thúc điều tra thì hồ sơ sẽ được chuyển sang viện kiểm sát và bên viện kiểm sát sát thì được gọi là giai đoạn đây gọi là giai đoạn truy tố Thế thì cái việc này thì có thể là tôi nghĩ là chắc là cũng phải tầm có thể là tầm độ khoảng 3 tháng giai đoạn này thì bây giờ thì chúng tôi chỉ có thể tiếp cận hồ sơ thôi chúng tôi chỉ có thể tiếp cận hồ sơ và chúng tôi đọc có thể đọc hồ sơ thì lúc đó chúng tôi mới có thể có cái định hướng để bảo chữa. Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương cho biết gia đình chồng của bà có tổng cộng 3 người, bao gồm cả ông Phương bị công an Hà Nội bắt giam một năm về trước, chỉ 4 ngày sau khi bà sinh con. Bà Đỗ Thị Thu bày tỏ. Dạ, um, chồng em bị bắt từ uh, lúc mà em mới để được uh bốn ngày đấy á gia đình em lúc đấy thì cũng rất là khó khăn con con em hai đứa thì thiếu thốn tình cảm của bố ạ em cũng chỉ mong rằng là gia đình em sớm ngoài đoàn tụ ạ nhưng mà em không biết chắc rằng cái phiên tòa này sẽ sẽ xử chồng em một án một bản án rất là nặng nề cô Nguyễn Thị Mai con bà Nguyễn Thị Tâm hôm 17 tháng 6 2021 có chuyển gửi đồ tiếp tế cho mẹ mình ở trong trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Cô cho biết trên Facebook nông sản thợ cấy Nguyễn Thị Tâm rằng chỉ mong sao thời tiết Hà Nội bớt nắng nóng để cho những ai như mẹ tôi bớt khổ. Luật sư Lê Văn Luân, người bào chữa cho cả hai nhà hoạt động, thì cho hay trên Facebook cá nhân rằng cả bà Nguyễn Thị Tâm và ông Trịnh Bá Phương đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 117 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam. Ngoài ra, luật sư Lê Văn Luân cũng cho biết đã nhận được thông báo bào chữa cho mẹ và em trai của ông Trịnh Bá Phương là bà Cấn Thị Theo và ông Trịnh Bá Tư từ tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để bảo vệ những bị cáo trong giai đoạn phúc thẩm do có kháng cáo với tội danh quy định tại khoản 1 điều 117 bộ luật hình sự. Đợt thử nghiệm thứ ba vaccine ngừa COVID-19 do đơn vị trong nước Việt Nam nghiên cứu vừa hoàn thành tiêm cho 1.000 tình nguyện viên. Số này nằm trong 13.000 người tình nguyện tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine nanocovax. Tất cả được tiêm theo tỷ lệ 6-1, tức 6 người tiêm vaccine và 1 người được tiêm giả dược. Số này được tiêm tại các trung tâm khác nhau trên cả nước. Ở phía Bắc, Học viện Quân Y làm đầu mối tiêm cho 880 người, còn ở miền Nam, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối phối hợp với các địa phương tiêm cho 120 người. Những người được tiêm liều 25 microgram vaccine Nanocovax đến nay có sức khỏe ổn định. Sau khi tiêm thử nghiệm cho 1.000 người trong đợt đầu giai đoạn 3, số 12.000 người tình nguyện còn lại sẽ được tiêm theo tỷ lệ 2-1, tức 2 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược. Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax được Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2020, giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 và giai đoạn 3 từ ngày 11 tháng 6 năm 2021. Việt Nam bắt đầu nhận được mỗi tuần 1 triệu liều vaccine AstraZeneca kể từ tháng 7 tới đây. Việc chuyển giao này sẽ được tiến hành cho đến khi hoàn tất 30 triệu liều như thỏa thuận giữa hai phía. Tuy vậy, không rõ số vaccine AstraZeneca được chuyển giao cho Việt Nam trong thời gian tới được sản xuất ở nước nào. Tính đến nay, Việt Nam đã nhận được gần 4,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do các nước tài trợ, thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới và nguồn do chính phủ tìm kiếm, trong số này đa số là AstraZeneca. Hãng tin Reuters cho biết có liên lạc với Bộ Y tế Việt Nam và cả AstraZeneca tại Anh, yêu cầu bình luận về tin vừa nêu nhưng chưa nhận được phản hồi. Việt Nam bị chậm nhiều so với các nước khác trong công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kể từ khi tiến hành hoạt động này từ ngày 8 tháng 3 vừa qua đến nay, tại Việt Nam mới có hơn 121.000 người trên tổng số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 chừng 2 triệu rưỡi người được tiêm một mũi. Tổng kết của Bộ Y tế Việt Nam vào tối ngày 22 tháng 6 cho thấy, trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, có 10.875 ca nhiễm trong nước tại 43 tỉnh thành trên cả nước. Bắc Giang dẫn đầu với 5.458 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1.920 ca, Bắc Ninh 1.575 ca. Cả ba nơi đều có những nhà máy tập trung đông công nhân làm việc. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Việt Ngữ Đã cho Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.